Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch sử Trung Quốc. Ở mỗi video, chúng tôi sẽ cùng với quý vị lật mở một phần bí ẩn trong lịch sử Trung Hoa. Câu chuyện ngày hôm nay có liên quan đến Tam Quốc Chiến, cuộc đối đầu giữa ba nhà Ngụy, Thục, Ngô đã đoạt lấy thiên hạ. Cho đến nay, chưa có một ai dám tự tin khẳng định Tam Quốc Chiến xảy ra từ khi nào, nguyên nhân do đâu. Nhưng nhiều sử gia nhận định, nếu không có cái chết của một vị đại tướng thời Đông Hán, thì đã không xảy ra cục diện hỗn loạn phân tranh, đầu rơi máu chảy. Đó là Hà Tiến. Ông đã chết dưới mưu hèn kế bẩn của một tên thái giám trong cung. Hà Tiến là ai mà lại có sự ảnh hưởng xoay chuyển càn khôn đến như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây trên kênh Lịch sử Trung Quốc. Tam Quốc là thời kỳ phân tranh ba quốc gia ở Trung Hoa, hay từ năm 220 đến năm 280, tức giai đoạn giữa nhà Đông Hán và nhà Tây Tấn, khi ba nhà là Ngụy, Thục và Ngô đánh đẫn nhau để tranh giành thiên hạ. Đã được viết trong Sử Trung Quốc trong bộ Tam Quốc Chí của sử gia Trần Thọ. Sau này, thời nhà Minh, nhà văn La Quán Trung đã thêm vào đó nhiều chi tiết để viết bộ tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa, được dịch sang tiếng Việt và xuất bản nhiều lần. Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng được chuyển thể thành phim thu hút khán giả trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học Trung Quốc cũng như nhiều người dân khác cho rằng thời kỳ Tam Quốc bắt đầu năm 190 khi liên minh chống Đổng Trác được thành lập cuối thời nhà Đông Hán. Mở đầu cho cuộc hỗn loạn dẫn đến thời kỳ Tam Quốc là cái chết của Hán Đinh Đế tháng 5 năm 189 đã dẫn đến thời kỳ nhiếp chính không ổn định của Hà Tiến, vốn là đại tướng quân, và sự tái phát của mối bất hòa giữa các hoạn quan và các quan lại khác. Sau khi Hà Tiến bị Trương Nhượng và Thập Thường thị giết, thì bộ tướng là Viên Thiệu đã thảm sát các hoạn quan trong triều. Sự hỗn loạn trong triều đã mở đường cho Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác trở về kinh thành Lạc Dương và kiểm soát toàn bộ triều chính, mở đầu cho các cuộc chiến tranh sát phạt lẫn nhau của các chư hầu trên toàn lãnh thổ Trung Hoa. Nhiều sử gia nhận định nếu đại tướng quân Hà Tiến không chết, có lẽ sẽ không xảy ra bố cục hỗn loạn phân tranh. Nói như vậy, Hà Tiến phải là một nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Vị tướng dẹp khăn vàng, đánh bại Kiển Thạc. Hà Tiến có tên tự là Toại Cao, xuất thân là dân thường, nhà ông làm nghề bán thịt ở Nam Dương, nơi khởi phát của vua Quang Vũ Đế nhà Đông Hán. Thời Hán Linh Đế, em gái cùng cha khác mẹ của ông là Hà Thị được tuyển vào cung và được vua sủng ái lập. Năm 180, Hà Thị được lập làm hoàng hậu, Hà Tiến là ngoại thích được vào cung làm quan, mẹ Hà Thái Hậu được phong làm Vũ Dương Quân. Năm 184, Trường Giác phát động khởi nghĩa khăn vàng, Hà Tiến được Hán Linh Đế phong lên chức đại tướng quân, lãnh trách nhiệm dẹp loạn. Nhờ sự tố giác của một đệ tử khăn vàng là Đường Chu, ý định khởi sự vào tháng 3 của Trường Giác bị lộ, Hà Tiến sai quân bắt người phụ trách các thủ hạ của Trường Giác tại Lạc Dương là Mã Nguyên Nghĩa mang xé xác. Hoạn quan Phong Tư và Từ Phụng từng có liên hệ với Trường Giác bị lộ cũng lập tức bị bắt bỏ ngục. Đồng thời, hơn 1.000 đệ tử của Trường Giác ở Kinh Thành bị bắt giam và giết chết. Theo đề nghị của Hà Tiến, Hán Linh Đế phái ba tướng là Bắc Trung Lang Tướng Lư Thực, Tả Trung Lang Tướng Hoàng Phủ Tung và Hữu Trung Lang Tướng Chu Tuấn đi dẹp Trường Giác. Cuối năm đó, anh em Trường Giác bị dẹp, Hà Tiến được phong làm Thận Hầu. Người em trai cùng cha khác mẹ là Hà Miêu cũng được vào triều làm quan. Năm 188, Hán Linh Đế vốn rất tin yêu các hoạn quan, đã lập ra đội quân Tây Viên, giao cho hoạn quan Kiển Thạc lên cầm quyền chỉ huy quân đội. Các sử gia đánh giá quyết định này là sai lầm lớn của Hán Linh Đế vì đã buộc Hà Tiến phải dưới quyền Kiển Thạc, khiến cho hai người mâu thuẫn gay gắt thêm, dẫn tới khởi đầu cho loạn lạc trong triều sau này. Đầu năm 189, Hán Linh Đế qua đời, con Hà Hoàng Hậu là Thái tử Lưu Biện lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Hà Hậu trở thành Hà Thái Hậu lâm triều xưng thế, cùng Hà Tiến điều hành triều chính. Hà Thái Hậu lệnh cho Hà Tiến cùng Thái úy Viên Ngỗi đảm đương công việc thượng thư sáu bộ. Viên Ngỗi được phong làm hậu tướng quân, hợp tác cùng Hà Tiến phụ chính. Mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan đã xảy ra từ nhiều đời trước trong cung đình nhà Hán. Tới khi Hà Tiến lên nắm quyền, mâu thuẫn vẫn tiếp tục. Hoạn quan Kiển Thạc được Hán Linh Đế trọng dụng trước khi chết. Lúc Thiếu Đế mới lên ngôi, định mưu giết Hà Tiến. Tuy nhiên, một thái giám dưới quyền Kiển Thạc, đồng hương với Hà Tiến là Quách Thắng, lại tố cáo ý định của Kiển Thạc. Vì vậy, Hà Tiến bèn chủ động ra tay trước, điều quân bắt giết Kiển Thạc.
cả 8 viên hiệu úy Tây Viên dưới quyền Kiền Thạc đều trở thành lực lượng dưới quyền Hà Tiến. Vị đại tướng khôn ngoan đối phó với ngoại thích cũ. Trong chiều của lực lượng muốn đối phó với Hà Tiến là Phiêu Kỵ tướng quân Đồng Trọng. Đồng Trọng cũng vốn là ngoại thích đời trước. Cô Đồng Trọng là Đồng Thái Hậu, mẹ Hán Linh Đế. Do Đồng Thái Hậu là mẹ chồng Hà Thái Hậu, hai người mâu thuẫn nhau nên Đồng Trọng cũng bất hòa với Hà Tiến. Trước thái độ xung khắc gay gắt của Đồng Thái Hậu, Hà Thái Hậu bèn bàn với Hà Tiến, mang việc thảo luận với Tam Công, kể tội Đồng Thái Hậu cầu kết với hoạn quan và nhận tiền hối lộ của quan lại địa phương. Và lấy lý do Đồng Thái Hậu vốn chỉ là vợ của giải độc Đình Hầu Lưu Trường, nhờ Linh Đế được lập mới được làm Thái Hậu và bản thân chưa từng làm Hoàng Hậu. Vì vậy, ép Đồng Thái Hậu trở về đất phong cũ của chồng. Sau khi Đồng Thái Hậu lên đường, Hà Tiến lập tức phát binh vây nhà Đồng Trọng, bắt sống và cách chức. Đồng Trọng tự sát. Không lâu sau, Đồng Thái Hậu cũng qua đời. Hà Tiến đổi hoàng tử Lưu Hiệp, em Hán Thiếu Đế, vì mẹ là Vương Mỹ Nhân bị Hà Hậu làm hại nên được Linh Đế giao cho Đồng Thái Hậu nuôi. Từ tước Bột Hải Vương thành Trần Lưu Vương, việc Hán Linh Đế quá tin yêu các hoạn quan và trao quyền lực cho nhóm người này là sai lầm rất lớn và là nguồn cơn dẫn đến cái chết của Hà Tiến và hỗn chiến sau này. Đại tướng quân nắm trong tay binh mã của triều đình bị hại chết. Sự hỗn loạn trong triều đã mở đường cho Thứ sử Tây Lương là Đồng Trác trở về kinh thành Lạc Dương và kiểm soát toàn bộ triều chính. Đây chính là mở đầu cho các cuộc chiến tranh sát phạt lẫn nhau của các chư hầu trên toàn lãnh thổ Trung Hoa. Những xung đột với hoạn quan dẫn đến cái chết lịch sử. Như những thông tin ở phần đầu của video, mâu thuẫn giữa ngoại thích và hoạn quan đã xảy ra từ nhiều đời trước trong cung đình nhà Hán. Tới khi Hà Tiến lên nắm quyền, mâu thuẫn vẫn tiếp tục. Hoạn quan Kiền Thạc được Hán Linh Đế trọng dụng trước khi chết. Lùng Thiếu Đế mới lên ngôi định mưu giết Hà Tiến. Tuy nhiên, một thái giám giữ quyền Kiền Thạc đồng hương với Hà Tiến là Quách Thắng lại tố cáo ý định của Kiền Thạc. Vì vậy, Hà Tiến bèn chủ động ra tay trước, điều quân bắt giết Kiền Thạc. Cả 8 viên hiệu úy Tây Viên dưới quyền Kiền Thạc đều trở thành lực lượng dưới quyền Hà Tiến. Trong triều chỉ còn lực lượng hoạn quan đang chống lại Hà Tiến. Hà Tiến bàn bạc với các thủ hạ. Viên Thiệu đề nghị bãi chức các hoạn quan. Hà Tiến phong Viên Thiệu làm tư lệ hiệu úy. Ông vào cung bàn với Hà Thái Hậu bãi chức tất cả các hoạn quan, đổi dùng quan lang phục vụ trong triều. Nhưng trước đây Hà Thái Hậu từng nhờ thập thường thị can Hán Linh Đế nên không bị truất ngôi hoàng hậu. Do có ơn các hoạn quan nên Hà Thái Hậu không đồng ý, nói với Hà Tiến: "Ta chỉ là quá phụ trẻ tuổi, làm sao tiện sai khiến các nhân sĩ mũ cao áo rộng." Hà Miêu cũng không tán thành việc bỏ hoạn quan. Hà Tiến bí cách thuyết phục Hà Thái Hậu trừ hoạn quan, bèn nghĩ ra một biện pháp khác. Ông sai người ra nói với tướng Đồng Trác đang đóng quân ở Hà Đông và Thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên hãy mang quân vào Lạc Dương, giả làm phản đòi dẹp hoạn quan, với mục đích là dọa Thái Hậu phải bằng lòng bãi chức các hoạn quan. Quả nhiên, Hà Thái Hậu nghe tin Đồng Trác sắp kéo quân vào Lạc Dương, trung kế sợ hãi, vội ra chiếu cách chức các hoạn quan, bắt về quê dưỡng lão. Người đứng đầu hoạn quan là Trương Nhượng, là có con nuôi lấy em gái Hà Thái Hậu và được mẹ Hà Thái Hậu là Vũ Dương Quân ưa thích. Do sự cầu cứu của Trương Nhượng, bà Vũ Dương Quân đứng ra nói giúp với Hà Thái Hậu. Mặt khác, các hoạn quan còn mang của cải đến biếu em Hà Tiến là Hà Miêu xin tha mạng. Hà Thái Hậu bị mẹ thuyết phục, bèn thu hồi lại lệnh bãi chức các thái giám, lại cho vào cung làm việc. Đình Nguyên mang quân đến Lạc Dương trước, mang theo Lã Bố và Trương Dương. Hà Tiến điều động bộ tướng của Đinh Nguyên là Trương Dương lên Thượng Đảng đi dẹp quân khởi nghĩa tại đây. Ngày Mậu Thìn, 25 tháng 8 năm Kỷ Tỵ, tức ngày 22 tháng 9 năm 189, Hà Tiến theo ý kiến của Viên Thiệu vào cung Trường Lạc gặp Hà Thái Hậu xin ý chỉ, đề nghị giết hết các hoạn quan. Trong các hoạn quan có người nghe được chuyện bèn báo với Trương Nhượng. Trương Nhượng cùng Đoàn Khuê vội huy động vài mươi quân lính cầm binh khí phục sẵn. Đợi lúc Hà Tiến ra cửa cung, bèn đổ ra bắt sống, mang tới dưới lầu thượng thư, rồi kể tội ông là người vong ân bội nghĩa và giết chết ông trước điện Gia Đức. Không rõ năm đó Hà Tiến bao nhiêu tuổi. Tin tức truyền ra, thủ hạ của Hà Tiến là Viên Thiệu mang quân đánh vào hoàng cung, giết các hoạn quan báo thù cho Hà Tiến. Em ông là Hà Miêu cũng mang quân vào cung, phối hợp với Viên Thiệu giết hoạn quan, bắt chém được Triệu Trung. Nhưng tướng quân Ngô Khuông kể tội Hà Miêu từng thông đồng với bọn hoạn quan, có lỗi trong cái chết của Hà Tiến, nên cùng em Đồng Trác là Đồng Mân đang có mặt ở đó
hợp binh tấn công, giết chết Hà Miêu. Về cái chết của Hà Tiến, La Quán Trung tường thuật việc Trương Nhượng dùng lệnh của Hà Thái Hậu gọi ông vào cung Trường Lạc để sát hại. Trước đó, ông đã bỏ ngoài tai lời khuyên can của Viên Thiệu và Tào Tháo, vâng mệnh Thái Hậu để vào cung, và cuối cùng bị bọn Trương Nhượng bố trí đao phủ bao vây giết chết. Khi các thủ hạ của Hà Tiến đánh vào cung để báo thù, em trai ông là Hà Miêu không tham gia giết hoạn quan như sử sách mô tả, mà từ trong cung đi ra, dù sau đó cũng bị giết. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hà Tiến được mô tả là một kẻ đù đờ, không quyết đoán, không nghe theo lời phải, nên cuối cùng phải trả giá bằng tính mạng. Ngoài ra, ông cũng có phần khinh thường Tào Tháo, lúc đó đang nắm chức điền quân hiệu úy, từng mắng Tháo là hạng trẻ con, biết đâu việc lớn của triều đình. Trong kế hoạch thanh trừng thập thường thị, Hà Tiến đã nghe theo kế của Viên Thiệu, kêu gọi các trấn trong nước đem quân đến Lạc Dương để chi viện, mặc cho Tào Tháo hết mực khuyên can. Việc Hà Tiến gọi cả thứ sử Tây Lương là Đổng Trác vào kinh giết hoạn quan, được Tào Tháo kết luận ông chính là người làm loạn thiên hạ. Thiên hạ hỗn loạn sau cái chết của đại tướng họ Hà. Đại tướng quân họ Hà vừa vong mạng, thiên hạ đã lâm vào cảnh đại loạn. Đầu tiên phải kể tới việc Đổng Trác đem quân vào thành và trở nên chuyên quyền. Tiếp đó là việc các chư hầu hội binh chinh phạt Đổng Trác, nhưng sau đó lại ủng binh tự lập, công kích lẫn nhau. Một loạt các biến cố xảy ra sau cái chết của Hà Tiến đã báo hiệu cho ngày tan của nhà Đông Hán, cũng như mở ra thế cục phân tranh, loạn lạc vào thời Tam Quốc. Thiệt nghĩ, Hà Tiến năm xưa đã làm tới chức đại tướng quân, nắm trong tay binh mã của triều đình. Nếu ông không bị giết, Đổng Trác ắt không dám vào kinh, hoặc dù cho có tiến quân vào thành, cũng không có gan loạn chính. Hơn nữa, Hà Tiến còn sở hữu đội quân chính quy tinh nhuệ nhất của triều đình trung ương lúc bấy giờ. Trong trường hợp các chư hầu nổi dậy cát cứ, ông cũng hoàn toàn có khả năng đem binh trấn áp. Về câu chuyện này, có học giả đã nhận định rằng nếu Hà Tiến không chết sớm trong tay hoạn quan, thì dưới sự ủng hộ của vị đại tướng quân này, các hoàng đế Hán Triều ít nhất vẫn có thể cai quản thiên hạ. Cơ nghiệp 400 năm của Đại Hán cũng không dễ dàng sụp đổ và biến mất như vậy. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì làm sao chúng ta có sự ra đời của Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa như bây giờ? Dường như mọi chuyện đã được số phận an bài. Chữ tài thường đi với chữ tai một vần. Người tài giỏi thì cũng có nhiều kẻ ghen ghét. Ý kiến của quý vị thế nào? Đừng ngần ngại chia sẻ cùng chúng tôi tại phần bình luận. Nếu đây là lần đầu tiên theo dõi video trên kênh, đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Lịch Sử Trung Quốc.